rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tin tức Đắc Đồng hôm nay, ngày mùng 8 tháng 5, chương trình có những nội dung đáng chú ý sau: Chính phủ ban hành nghị quyết về việc ủy quyền quyết định giá đất cụ thể cho ủy ban nhân dân cấp huyện. Khai mạc ngày hội văn hóa các dân tộc huyện Tuy Đức năm 2023. Nhiều địa phương có mưa rào, chấm dứt đợt nắng nóng kéo dài nhiều ngày qua. Thưa quý vị và các bạn, Chính phủ vừa ban hành nghị quyết số 73 về việc ủy quyền quyết định giá đất cụ thể cho Ủy ban nhân dân cấp huyện và tương đương. Theo đó, Ủy ban nhân dân cấp huyện được ủy quyền quyết định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất, thu tiền sử dụng đất khi giao đất tái định cư, tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân, xác định giá đất đối với diện tích vượt hạn mức khi nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở cho hộ gia đình cá nhân, xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân. Cấp huyện được ủy quyền quyết định thành lập hội đồng thẩm định giá đất. Nghị quyết cũng yêu cầu ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phải bảo đảm điều kiện về tài chính, nguồn nhân lực và điều kiện cần thiết khác để ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện việc quyết định giá đất cụ thể được ủy quyền theo quy định. Tối nay, mùng 8 tháng 5, tại xã Đắc Bốc Sò, huyện Tuy Đức diễn ra lễ khai mạc Ngày hội văn hóa các dân tộc huyện Tuy Đức năm 2023. Ngày hội là dịp để các vận động viên, nghệ nhân các xã trên địa bàn thể hiện tài năng với các hoạt động thể thao, trò chơi dân gian. Đây còn là dịp để đồng bào các dân tộc giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trong việc bảo tồn, giữ gìn, khai thác và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc. Ngày hội văn hóa các dân tộc huyện Tuy Đức là hoạt động được tổ chức thường niên nhằm giữ gìn, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc gắn với khai thác các tiềm năng, lợi thế về du lịch, tạo nên hình ảnh đẹp hấp dẫn về vùng đất và con người vùng biên Tuy Đức. Trước tình hình bệnh dại trên cả nước đang có những diễn biến phức tạp, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông vừa ban hành văn bản về việc tăng cường các biện pháp ngăn ngừa bệnh dại phát sinh, lây lan trên địa bàn Đắk Nông. Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tăng cường giám sát, phát hiện sớm các ổ dịch dại hoặc nghi dại, phối hợp tổ chức điều tra, xác định nguyên nhân dịch bệnh để kịp thời triển khai các biện pháp phòng chống dịch theo quy định, hạn chế lây nhiễm bệnh dại trên người và động vật các cơ quan chức năng thực hiện nghiêm công tác khai báo dịch trên hệ thống báo cáo dịch bệnh động vật trực tuyến, tiếp tục phối hợp với tri cục thú y vùng 5, các cơ quan liên quan tăng cường lấy mẫu giám sát, tổ chức điều tra ca bệnh dại nghi ngờ, đưa ra cảnh báo kịp thời cho cộng đồng và đề xuất biện pháp cấp bách tổ chức phòng chống khi ổ bệnh dại phát sinh. Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây, lực lượng quản lý bảo vệ rừng tại Quảng Sơn, huyện Đắc Gờ Long, tỉnh Đắk Nông liên tiếp bị các đối tượng phá rừng gài bẫy bằng đinh, hủy hoại lán trại, Điều này gây khó khăn cho công tác quản lý, bảo vệ rừng. Gần đây nhất, trong lúc làm nhiệm vụ, một số nhân viên quản lý bảo vệ rừng của công ty đã dẫm phải bẫy tự chế bằng đinh của các đối tượng cài trước đó. Các bẫy này được mài sắc nhọn, trôn ở các tuyến đường tuần tra. Khi lực lượng quản lý bảo vệ rừng qua lại, người và phương tiện rất dễ vấp phải các bẫy đinh này. Sự việc trên cần lực lượng chức năng sớm vào cuộc, tìm ra đối tượng để xử lý đúng quy định. Thưa quý vị và các bạn, sau nhiều ngày nắng nóng, hôm nay, mùng 8 tháng 5, nhiều khu vực trên địa bàn Đắk Nông đã được hưởng một ngày đầu tuần mát mẻ do những cơn mưa rào khiến nền nhiệt hạ thấp. Một số địa bàn như Giang Nghĩa, Đắk Minh và một số khu vực lân cận đã có mưa rào và rông. Mưa khá to, kéo dài nhiều giờ khiến nền nhiệt giảm mạnh xuống khoảng từ 19 đến 22 độ. Không chỉ người dân được hưởng không khí mát mẻ, mưa rào còn tưới cho nhiều diện tích cây trồng khô hạn khiến nông dân phấn khởi. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày mùng 8 tháng 5, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng dịu dần. Thời tiết ban ngày phổ biến có nắng, mưa rông xảy ra tập trung vào chiều và tối. Diễn biến khí hậu này kéo dài ít nhất đến ngày 11 tháng 5 tới. Cơ quan khí tượng lưu ý, các khu vực trên cả nước vừa trải qua đợt nắng nóng diện rộng nên khi xuất hiện mưa rông cần đề phòng khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh. Đến đây, thời lượng dành cho chương trình đã hết cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi mọi chi tiết quý vị và các bạn liên hệ với chúng tôi qua điện thoại đường dây nóng hoặc địa chỉ fanpage quen thuộc của chương trình xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại